Thưa quý vị và các bạn, là doanh nghiệp chuyên hoạt động trên lĩnh vực sản xuất, phân phối thuốc tân dược, đông dược và vật tư thiết bị y tế, Ladofa là thương hiệu uy tín được người tiêu dùng trong và ngoài nước biết đến từ nhiều năm qua. Bằng việc không ngừng nâng cao năng lực quản trị, đổi mới trang thiết bị công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, công ty cổ phần dược Lâm Đồng Ladofa đã nhận được nhiều giải thưởng lớn của tỉnh cũng như của quốc gia. Năm nay, thêm một niềm vui lớn đối với Ladofa, đó là một trong 15 doanh nghiệp của cả nước đạt giải thưởng chất lượng quốc gia và là một trong 3 doanh nghiệp đạt giải thưởng chất lượng quốc tế châu Á-Thái Bình Dương. Giải thưởng này sẽ được tổ chức trao giải vào ngày 2 tháng 4 năm 2017 tại Hà Nội. Là doanh nghiệp có bề dày phát triển trên 25 năm kể từ khi cổ phần hóa, đi lên từ xuất phát điểm thấp, có quy mô nhỏ, song với chiến lược phát triển các sản phẩm cốt lõi từ dược liệu địa phương, đến nay, Ladofa đã trở thành dòng sản phẩm không thể thiếu trên thị trường. Với nhà máy dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới đặt tại Đà Lạt và nhà máy sản xuất đông dược đặt tại khu công nghiệp Phú Hội, huyện Đức Trọng có công suất thiết kế 800 tấn trà thảo dược, 360 tấn cao mềm và cao khô mỗi năm. Đây là nhà máy chế biến đông dược thứ 42 trên cả nước và đạt tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Từ sự đầu tư bài bản cùng với đội ngũ người lao động có trình độ tay nghề cao, sản phẩm Ladofa luôn được thị trường đón nhận và đánh giá cao. Chính vì thế, nhiều năm liền, Ladofa được bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao, đặc biệt là nhiều giải thưởng chất lượng quốc gia. Ở Việt Nam thì ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh tế quốc tế. Và chắc chắn rồi, không phải chỉ một mình Ladofa, các doanh nghiệp đều phải chuẩn bị hết sức là kỹ càng trước khi là ra biển lớn. Làm như thế nào để phát triển và phát triển bền vững, làm như thế nào mà đạt được các tiêu chí khi mà mình tham gia làm ăn với các nước và ngay cả cạnh tranh trên sân nhà khi mà bắt đầu hội nhập. Thì trong nhiều năm qua thì chúng tôi đã xây dựng một cái chiến lược làm sao để phát triển bền vững, tức là phát huy tất cả những cái lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp, phát huy mọi cái nguồn lực mà cạnh tranh của doanh nghiệp để doanh nghiệp phát triển bền vững. Giải thưởng chất lượng quốc gia là giải thưởng về chất lượng do chính phủ trao tặng hàng năm cho các doanh nghiệp có thành tích nổi bật trong hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng và áp dụng có hiệu quả các hệ thống quản lý chất lượng và có đóng góp cho cộng đồng xã hội. Để đạt được giải thưởng chất lượng quốc gia, đòi hỏi các doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ 7 tiêu chí cụ thể. Đó là vai trò của người lãnh đạo, công tác hoạch định chiến lược, định hướng vào khách hàng và thị trường, đo lường, phân tích, quản trị tri thức, quản lý phát triển nguồn nhân lực, quản lý quá trình hoạt động và kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Điều đáng nói là những tiêu chí này đã được Ladofa thực hiện có hiệu quả và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt mà doanh nghiệp phải tự thực hiện để đứng vững trên thị trường. Đó cũng chính là lý do mà doanh nghiệp luôn chú trọng công tác đầu tư trang thiết bị, đổi mới mẫu mã, nâng cao năng lực quản lý, tìm hiểu thị hiếu khách hàng nhằm đáp ứng nhu cầu tốt nhất cho người tiêu dùng. Để mà đáp ứng được cái nhu cầu thị hiếu của khách hàng hiện nay á, thì bên Ladofa thì cũng có một cái đội ngũ là chuyên tìm hiểu về thị trường, đánh giá thị trường cũng như là tìm hiểu về nhu cầu khách hàng. Thì sau khi đánh giá thì bên Ladofa sẽ tổ chức lại, sắp xếp lại để mà thiết kế lại những mẫu mã bao bì cho nó phù hợp, đồng thời là nó thân thiện với môi trường theo cái xu hướng hiện nay là như vậy. Còn để mà đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng là ngoài cái mẫu mã về bao bì thì chất liệu của bao bì và cả cái sản phẩm bên trong cũng phải đạt theo những cái yêu cầu, theo những tiêu chuẩn đã đăng ký ở Bộ Y tế hoặc là ở Cục An toàn Thực phẩm. Tôi hay thường dùng thuốc của Ladofa, tức là chuyên á, tôi thường xài nhiều nhất là Artiso. Mọi thứ, ví dụ cao Artiso hay là túi lọc Artiso là tôi thấy rất tốt. Và tôi cũng thường mua cho con tôi ở ngoài Đà Nẵng, ở Sài Gòn, nó cũng thích. Còn mẫu mã thì đẹp, đẹp đi chỗ khác không bằng đâu. Và giá cả thì hợp lý, tại vì tôi nếu mà không hợp lý thì tôi không mua đâu. Chính từ sự nỗ lực không ngừng vươn lên của tập thể người lao động thuộc công ty cổ phần Dược Lâm Đồng Ladofa, vinh dự là một trong 15 doanh nghiệp của cả nước đạt giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2016. Đặc biệt hơn, từ giải thưởng này, trong nhiều năm liên tiếp, cụ thể là từ năm 2012 đến nay, Ladofa vinh dự là một trong 3 doanh nghiệp của cả nước được nhận giải thưởng chất lượng quốc tế châu Á-Thái Bình Dương.
Đây là một giải thưởng danh giá do các chuyên gia kinh tế hàng đầu châu Á và thế giới thực hiện. Giải thưởng này chỉ được trao cho các doanh nghiệp có mô hình sản xuất kinh doanh hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ladofa xác định được rằng chúng tôi nhận được giải thưởng, đó là vinh dự, là tự hào, là chúng tôi có cái niềm tin, chúng tôi cảm thấy rằng mình tự tin, nhưng mà không phải vì thế mà chúng tôi ngừng phấn đấu. Ladofa sẽ tiếp tục trên một cái cơ sở này sẽ tiếp tục dùng 7 cái tiêu chí của cái giải thưởng chất lượng quốc gia này để chúng tôi kiểm tra sức khỏe của doanh nghiệp mỗi năm. Cái thứ hai nữa là trên một cái nền tảng gì chúng tôi sẽ tự tin để chúng tôi có thể là hoạch định những cái chiến lược, những cái kế hoạch trong cái thời gian tới một cách rất là tự tin để làm sao cho doanh nghiệp hết sức là năng động, hết sức là sáng tạo, hướng về thị trường, hướng về khách hàng và đầy đủ những cái trách nhiệm của các bên và trong đó có trách nhiệm xã hội, trách nhiệm cộng đồng. Được biết, đây là năm thứ 16 các doanh nghiệp Việt Nam tham gia giải thưởng chất lượng quốc tế châu Á-Thái Bình Dương. Đến nay cả nước đã có 40 doanh nghiệp đạt giải thưởng này. Rõ ràng, trong bối cảnh hội nhập như hiện nay, từ những giải thưởng chất lượng mang tầm cỡ quốc tế này sẽ là con thuyền để Ladofa nói riêng và doanh nghiệp cả nước nói chung vươn ra biển lớn. Dòng sông Đồng Nai và chảy qua huyện Đà Nẵng và các chương tỉnh đồng vẫn đang ngày đêm bị hoàn thành hoạt động khai thác cát.